Trời ơi, cháy xe. Hey. Xin chào anh em đang coi kênh Life is Fine Moto Vlog. Hôm nay chiều tan sở tiếp tục mình làm vlog bàn về cái cục gù tay lái nè anh em. Nhưng mà trước tiên thì bàn về một số cái vấn đề thời sự ngày hôm nay, đó là những em học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp năm 2019. Sáng nay hình như là thi môn văn, môn văn cho cái đề người lái đò sông Đà. Ủa lộn, không phải sông Hương, sông Hương hay sông Đà gì đó. Và anh thích cần điều gì từ em? Nope. Đó. Không biết mấy em có trúng tủ hay là trật tủ gì không ha. Nói chứ hồi xưa môn văn mình học dở lắm, năm mình thi là nó rơi vô bài gì ta, rừng xà nu hay gì đó quên rồi. Người lái đò sông Đà cần gì phải học, cứ lên YouTube bật kênh của anh Bác Tân Hoa Ban Food. Bác Tân Hoa Ban Food thì nổi tiếng ở cái vùng ngoài Tây Bắc rồi. Wow, bác đó quay rất là tuyệt vời. Văn vẽ làm gì, thực tế thì thôi. Thì hồi xưa môn văn mình dở lắm anh em. Hồi xưa môn văn thì nói chung là thi điểm thấp chẩm mà mém chút nữa khống chế luôn. Nhưng mà bù lại những cái môn khác điểm điểm cao mà. Oh my god. Wow. Tại anh em biết sao không? Mình toàn là nói thiệt không, mà cuộc sống này á, nói thiệt là thiệt thòi. Còn nói xạo á thì lúc nào là cũng thăng tiến nhanh lẹ ha. Giữ nguyên như thế là quá chuẩn rồi. Ơi, sáng dịp hôm nay thì chạy vòng vòng coi những cái trường phổ thông ở đây ha. Chết bà, mưa rồi. Là trường chuyên Hoàng Lê Kha nè. Hồi xưa thì trường chuyên Hoàng Lê Kha nằm ở chỗ khác, nhưng mà nay xây lại rồi. Trường Hoàng Lê Kha là trường thứ dữ, trường học sinh giỏi ở tỉnh Tây Ninh. Mình thì học trường Bèo thôi. Mình thì học trường Bèo thôi. Mình rất là bức xúc cái vấn nạn là giáo dục của nước mình. Học thì rất là nhiều nhưng ứng dụng không có được. Quá tuyệt vời. Chết bà, mưa rồi. Mưa chơi luôn anh em, sợ gì. Đó, học rất nhiều nhưng xài không được. Mình là dân y, nói chung là học thì cũng dở, đường cái là cần cù bù cù lần. Tôi nói là em không cần phải làm gì cả, quá tuyệt vời rồi. Đó, những cái kiến thức lý hóa sinh rồi toán rồi đó không có xài được. Nên đại học nói chung là học lại hết từ đầu. Trời, mình coi vô cái đề toán thôi rồi nhìn không biết gì luôn, y như là từ trên sao quả rớt xuống vậy đó. Có một lời khuyên những em lớp 12 nè, về cái vấn đề hướng nghiệp á, đại học không phải là cái cánh cửa duy nhất. Rớt đại học cũng không sao, không đừng có buồn. Quan trọng nhất á là bản thân mình biết mình thích cái gì, những cái gì nó mang lại cái niềm vui cho mình, thì từ cái đó mình sẽ chọn ra được cái nghề nghiệp nó phù hợp. Tại vì khi mà đi làm, sao lại té rồi, té cũng nhẹ không sao nên thôi mình đi. Gì ta, nói về cái hướng nghiệp, bản thân mình biết mình thích cái gì thì cái công việc, cái nghề nghiệp của mình đúng ngay cái sở trường của mình á, thì mình làm cảm thấy rất là vui, nó không có một chút áp lực nào hết. Mặc dù có áp lực nhưng vẫn cố gắng vượt qua được, biết mình sẽ
bản thân là biết sẽ vạch ra những cái hướng đi, biết tìm tòi, biết cống hiến. Còn nếu như mà định hướng theo gia đình á, gia đình muốn mình làm gì thì đó là điều của gia đình muốn thôi, điều của gia đình nghĩ là tốt cho bản thân mình, chứ bản thân mình là cảm thấy không có hợp đâu nha. Đây, mình là một cái ví dụ điển hình nha anh em. Đó, cố gắng đâm đầu vô ngành y chi giờ đúng là bất mãn luôn. Chưa kể là vụ bác sĩ Hoàng Công Lương nữa ha. Đó, thấy cực cổ quá trời. Phải chi hồi xưa không có học đại học, đi học trung cấp, cao đẳng nghề hoặc là làm thợ sửa máy là ok, là ta cảm thấy thích thú lắm rồi. Mà bây giờ thì lỡ rồi, đành là theo, nói chung là cũng đi làm cho hết ngày thôi. Niềm đam mê thì vẫn đây ha. Đó, đây là cái niềm đam mê. Thì sẵn bữa nay là chia sẻ với anh em là cái cục gù tay lái này nè. Tại vì hôm bữa có một bạn comment trên YouTube là hỏi mình là cái cục gù tay lái của GX này có khả năng gắn được cho Exciter Yamaha hình như là 150 hay không. Thì đó, thì từ đó mình mới đặt câu hỏi, ủa tại sao Yamaha không có gù hay sao mà lại gắn ta. Mình đã hứa với bạn đó là mình tìm hiểu kỹ rồi sẽ trả lời. Chiều nay có hứng chạy vòng vòng thì nói chuyện chơi, thì anh em cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm nha. Cái catalog của Exciter 150 hình như là nó có cái gù ghi đông, nhưng mà cái cục gù đó hình như gù nhựa hay gù cao su gì đó. Nó đơn giản lắm, nó không có nặng, nó không có, nói chung là nó nhẹ tưng thì phải. Thì anh em nào sở hữu Exciter 150 thì góp ý giúp mình nha. Rồi, từ đó mình mới đặt câu hỏi ra, ủa vậy chứ Yamaha S135 nó có cục gù ghi đông không ta. Thì mình mới lên cái sơ đồ phụ kiện á, coi hình là nó có, hình như nó có đó. Nó có luôn cái cục đối trọng bằng kim loại gắn vô nữa nè. Đó, thì anh em cũng biết là cái gù ghi đông hay gù tay lái á, lúc trước mình có làm một bài chia sẻ là gắn cái cục gù. Tại lần trước là mình bị rớt mất tiêu. Cái lần đó là do xe mình bị ngã mấy lần đó, cái phần gù này nó đập xuống đường nè, nó bị lỏng á, chạy rớt hồi nào cũng hay. Và cái tính năng cái cục gù này cũng rất là quan trọng. Thì anh em có thể là coi lại cái bài đó cho nó cụ thể ha. Ở đây mình sẽ nói nhanh. Thì cái cục gù này á, cái tác dụng chính á là nó giảm rung cái phần ghi đông tay lái nè. Cái thứ hai là nó giúp làm phần nào đó nó cân bằng cái tay lái, nó đỡ có bị sàn, bị lắc ha, bị lắc, bị đánh đàn đó. Rồi nó còn có tác dụng là bảo vệ. Khi mà chúng ta lái xe, cái phần mà tiếp xúc với cơ thể chúng ta rung nhất á là cái phần tay lái này nè, nguyên cái phần ghi đông nha. Để qua cái chỗ đông xe này đi rồi mình nói, tại vì đông xe gì chạy gì nói nguy hiểm quá. Rồi, nguyên một cái bộ phận, nguyên một phần ghi đông này nè. Theo cá nhân mình thấy á, bị rung nhiều nhất là cái phần giữa, cái phần này nè, rất là rung, nó rung hơn ngoài luôn. Thì cũng có thể là do là nó phần ngoài nó phân tán lực hay sao đó, hoặc là do cái cục này, cái cục gù này nó phát huy tác dụng. Tại sao cái phần giữa này mình biết nó rung anh em? Anh em thấy đây là cái củ sạc nè. Đó, củ sạc để mình cắm sạc điện thoại hay là sạc cái vịt map nè. Liên tục xảy ra cái hiện tượng là khi cắm vô, cái sợi dây này nó bị lỏng. Đó, thì chạy, lúc mà chạy mình rờ vô nè, lúc mà để dòng tua cao, dòng tua nếu như mà đẩy khoảng tầm 7-8 ngàn á, phần này nó rung cái tần số, cái biên độ dao động nó nhỏ thôi, không có thấy ngoài đâu, nhưng mà rờ vô thấy rung lắm. Đó thì nó rung nó lỏng này, do đó mình mới khắc phục là mình thêm cái lớp đệm kim loại để cho nó chín lại, nó không có bị rơ. Như vậy chứng tỏ là cái phần ghi đông tay lái này nó rung nha, chứ không phải nó không rung đâu. Khi mà gắn cái gù tay lái này vô, nó triệt tiêu cái lực rung đó đi, là cái tay của mình nó bớt rung hơn rất là nhiều. Bớt rung thôi chứ không phải là không có rung. Không có rung thì chỉ có nước là đi xe hơi, mà xe hơi hạng sang á. Còn đi xe hơi mà cũng thường thường thôi, thì tới cái giai đoạn nào đó thì cái phần vô lăng nó cũng bị rung à.
tại sao mà nó rung dữ vậy ta? Rung thì nó cũng có nhiều nguyên nhân, có khả năng là do cái bộ phận truyền động hoặc là cái cục máy ha, xài lâu quá rồi các chi tiết nó bị rơ, ít có bảo dưỡng, thì những cái chi tiết rơ đó nó sẽ cũng tạo những cái dao động, những cái biên động nó tăng cái phần rung lên. Mà chủ yếu là cái cục máy nó rất là rung. Cái video trước á, mình chia sẻ với anh em là tại sao mà cái con bù lông gắn treo máy vô khung sườn á, phải kiểm tra cho nó kỹ. Nhưng mà trên xe hơi á, là cái phần khoang máy, cái cục máy á, nó có để mà đưa vô khung sườn, hình như nó có cái một cái cục là kêu là cái bộ phận là cao su giảm chấn á. Cái cục cao su giảm chấn chìm cái lốc máy á, thì nó giúp triệt tiêu đi phần nào cái lực rung cộng hưởng từ cái khoang máy. Riêng xe Honda thì cục máy thì nó bắt vô cái khung sườn luôn, nó không có cái cao su đệm gì đâu, không, hình như không có cao su đệm nha. Mình có lên YouTube coi một số bạn trên mạng á, làm về hình như là chiếc GPX hay gì đó, thì bạn đã chế là chêm thêm những cái vòng cao su vào cái vị trí bắt cái lốc máy vô sườn xe. Thì điều đó mình mới suy nghĩ là chà, nó hiệu quả không ta? Chuỗi nó bị rơ rồi sao, rồi có bị gãy sườn hay nguy hiểm gì, rớt ốc gì không đó. Thì nói chung là những cái việc làm này là do tự chúng ta suy nghĩ thôi hen, chứ không phải do kỹ sư thiết kế gì đâu. Những cái xe cao cấp thì khác rồi ha, xe cao cấp thì quá đỉnh rồi.